Ngoại trưởng Pháp trả đũa đô trưởng London ông Boris Johnson, tin từ Paris. Ngoại trưởng Pháp ông Laurent Fabius đã lên tiếng phản đối việc đô trưởng của thủ đô London ông Boris Johnson đã chỉ trích hệ thống thuế khóa của Pháp. Ông Laurent Fabius đã nói trên đài phát thanh RTN rằng ông ta nghĩ rằng ông Johnson nên quan tâm đến những vấn đề của nước Anh. Ông ta biết rất nhiều người Anh đã hài lòng với nước Pháp và muốn sống ở Pháp trọn đời. Nhiều tờ báo ở Pháp đã đăng những lời phát biểu của ông Johnson trong cuộc hội nghị của đảng bảo thủ, nói rằng Tổng thống François Hollande muốn đưa nước Pháp quay trở lại thời kỳ bảo quyền cách mạng năm 1789. Hàng ngàn người Pháp đang sống ở Anh Quốc vì nước Anh đánh thuế lợi tức thấp hơn Pháp. Chính phủ của Tổng thống Hollande đang muốn đánh thuế lợi tức 75% đối với những người có lợi tức trên 1 triệu euro một năm.